Còn bên này sẽ là chiến lệ rơi, sẽ là quyết sông lô và cậu kia tên là gì nhỉ? Thắng cận. Thắng cận, ok. Thắng cận. Phi mới. Thế không phải là người kế cận của chiến con. Chiến con đâu rồi? Là người kế cận thôi. Tiệm cận đẳng cấp của chiến con. Cú một của đô. Ôi trời ơi, ôi. Thì mà mình né chịu quả đấy, tôi né anh em làm nào xem lại livestream trường bóng trong hay ngoài. Đây đi cô mẹ của nó vào đi chết. Không đang không lý đang mải nói rồi. Chào An ơi, chết tôi rồi, sếp chửi rồi. Đang mải nói chuyện ông ánh quả vào mặt mình luôn. Mình không né vào đây. Mình đang nói chuyện, giật mình ấy. Đánh lại chứ. Quả đấy mình nghĩ bay điện thoại ra rồi. Không lý, xin lỗi mọi người. Bước 1 của đô. Ok rồi. Đây là Hiệu Nguyên. Đó là Hiệu Nguyên. Không nhìn thấy đâu em khuất rồi. Anh ơi sao lại. Anh ơi. Bật điện lên. Bật điện lên em ạ. Nhìn tắt xuống à. Bật cái điện. Điểm số là 1-0. Yên tâm chưa Ngọc ơi? Sao mày không ở lại à Ngọc? Phạt bóng ra ngoài. Chúc Khánh Huyền nha. Xin chào Khánh Huyền. Cảm ơn Khánh Huyền. Khả năng là 29 anh vẫn về nha Huyền ơi. Màu cờ khoa áo không về. Tối nay ăn món gì thế bạn ơi? Tối nay chứ biết món gì bạn ạ. Tôi đang tính là gà luộc. Nhưng mà đây là Hiệu Nguyên. Không ăn được Hiệu Nguyên rồi. Hiệu Nguyễn quá khéo trong khâu xử lý bóng ở trên không. Điểm số đang là 2-1. Hiệu Nguyễn là người phát bóng. Quyết sông lô. Không qua được cái tay của Hiệu Nguyễn rồi. Khó ăn thằng Hiệu. Khó ăn thằng Hiệu lắm. Đùa đâu. Tất cả sân này ra đây xem ai đánh thằng Hiệu chưa. Không đánh được đâu. Anh Hiệp không đi giải hạng A rồi. Đúng rồi bạn ơi, anh Hiệp không còn là libero của Kai Mưa nữa rồi. Anh Hiệp không chạm không. Hiệu lưới. Đợi xem là ai là mời bạn. Đúng rồi bạn ơi. Kèo này không biết đường nào mà lần. Anh Hiệp không đi A1 đâu nha mọi người ơi. Anh Hiệp chuyển sang công tác lái xe rồi. Thằng Đô, lỗi của thằng Đô rồi, lỗi của Đô xoáy ca. Tại sao lại không phòng thủ quả bóng lót về cho Hiệu Nguyên? Lỗi của Đô rồi. Đúng rồi, Hiệu rất trắng. Hai thằng đều trắng như nhau, khả năng thằng Hiệu trắng hơn thằng Quốc Anh. Bước một đẹp của Nam Pháp. Không thể phòng thủ. Hiệu Nguyên đánh thì không thể phòng thủ. Tập trung vào đâu ơi, phòng thủ lót cho em Hiệu bạn đi. Được một, tốt rồi. Đường y của Quốc Anh. Anh quên đấy, phá bóng vừa nãy là ra ngoài nói chuyện thì đánh nói rất mình. Điểm số là 4-4. Lót chắn vào đô ơi. Anh Hiệp ơi, bóng bay quá. Hiệu Nguyễn vào quả bóng đầu tiên chất lượng quá, anh em còn đang giòn. Còn đang chưa biết ngồi đâu. Anh Hiệp né rồi. Anh nhớ thi thoảng em ơi,
anh ấy ở gần đây nhưng mà anh ấy lấy vợ rồi cũng thi thoảng ra. Lâu lắm rồi không gặp anh ấy, xem anh ấy dạo này còn khỏe không. Ông trên cần. Quá hay của Hiệu Nguyên. Kèo này cân. Anh cũng thấy kèo này cân lợi ơi. Kèo này của anh hơn Hiệu, ở cái của anh chắn tốt hơn Hiệu. Còn kèo này Hiệu sẽ phát tốt hơn một tí. Bóng của Hiệu sẽ bay hơn. Còn hai quả tấn công thì như nhau. Rồi ôi, kèo hay, 123 người đang xem rồi. Mọi người chia sẻ giúp mình nhá. Chết quyết xong lô rồi. Xử lý. Hôm qua được tay trắng của Hiệu Nguyễn rồi. Cô anh hơi hời hợt. Hiệu Nguyễn những pha bóng như đó, như thế thì Hiệu Nguyễn xử lý rất hay. Nhưng ngược lại của anh thì những pha bóng như thế chỉ táng thôi. Lên xe là phóng. Kèo này 50 lít chứ anh. Kèo này rất nhiều ngón tay anh ơi. Tiếp tục là bộ bóng bóng 1. Còn Hiệu Nguyễn ơi, hay quá em Hiệu ơi. Tiếp tục. Bỏ nhỏ đồ ơi. Đồ sở cà bắt bài nhưng không được. Cái gì đây? Mày không cầm điện thoại à? Anh ơi, em không cầm điện thoại. Chết rồi. Điện thoại em nhờ anh Trịnh vào đôi công với hàng sau với Hiệu đi. Anh táng ngay, anh sợ gì Hiệu. Ơi, không nói mọi người đâu nha. Hiệu Nguyên lại là một cái gì đấy rất dính với mình nha. Hiệu Nguyên đánh đôi công mình là cái ngang cơ đấy. Tại vì nó đánh bóng mình sờ được. Từ nhỏ rồi mình với Hiệu Nguyên hai thằng đã chơi bóng với nhau rồi. Đã từ lúc mà hai thằng còn rất gì cơ. Còn rất nhỏ con ấy. Nên là bắt bài rất tốt. Mình bắt bài Hiệu Nguyên rất tốt. Đây rồi, bóng bay của Hiệu Nguyên khó lắm rồi. Bỏ nhỏ, cái chân của Hiệu Nguyên vẫn còn, sang bóng thôi. Trên đây rơi, chuyển cho. Đây rồi, về rồi, mình thấy về rồi. Nhưng không, Hiệu Nguyên chắn hơi thiếu. Chị Gấm, đúng rồi. Gấm ơi, hay quá thì chia sẻ giúp anh với Gấm ơi. Cái chân của Hiệu Nguyên, pha bóng đó mà Hiệu Nguyên chắn về thì quá là hài lòng luôn. Quá trọn vẹn cho một pha bóng mà cứu bóng hay. Điểm số là bao nhiêu rồi mình không biết. Bước một Hiệu Nguyên, không sao cả, lên. Không về được đâu. Ba chắn tây ba lô Hiệu Nguyên rồi không sợ. Một chắn của Quốc Anh. Quốc Anh đang tự tin quá về quả chắn của mình. Điểm số bao nhiêu rồi hả ấy ơi? 8-6, Hiệu Nguyên đang hơn 2 điểm, điểm số là 8-6. Bước 1, không được rồi. Osake luôn, ok Gấm nha. Cái video anh chắn đứt lưới. À rồi, ok em ơi. Cái gì mình đẹp thì mình nói ra thôi, xấu thế thì em bỏ đi em ơi. Không chắn được Hiệu Nguyễn rồi, nhưng bóng vẫn còn. Quyết xong lô thủ bóng quá hay. Còn. Tiếp tục là Hiệu Nguyễn, đây là 3 mét. Đường bóng đó mình bắt bài Hiệu Nguyễn luôn, chỉ là 3 mét thôi. Có, mình chia sẻ với mọi người là mình không nói dối. Có một thời gian mà Hiệu Nguyễn ra sân VSD, Hiệu Nguyễn chỉ bảo trừ thầy giáo Trịnh Huynh và anh Nam đen. Tay rồi. Và anh Nam đen, Hiệu Nguyễn sẽ không đôi công. Còn đâu tất cả những ai hôm đấy có mặt ở sân VSD, Hiệu Nguyễn đều đánh cả. Hiệu Nguyễn đi chạy xung quanh sân để gạ đôi công nhưng không ai nhận. Nhưng hôm đó cũng ít người. Hiệu Nguyễn thì sợ rất thầy giáo Huỳnh phát rất khó. Còn chỗ anh Nam đen thì hai anh em búng tay với nhau rồi. Hôm đó có cả anh Đỗ Nguyễn Hưng nữa, Hiệu Nguyễn cũng chạy lua khua ra để xin chơi kèo nhưng không ai chơi cùng. Bước 1 bay, quyết xong lô. Có bóng đó ngoài đó, Hiệu ơi lấy về. Đúng rồi. Quá hay của Hiệu Nguyễn. Kèo như thế này thì cô anh nói đúng. Cô anh bảo cô anh cửa dưới thì Tuấn Trịnh đang nhận xét là cô anh cửa dưới thật. Cần đổi lại vị trí phục vụ. Hiệu Nguyễn thật. Cày lắm rồi. Hiệu đưa với anh. Ồ, đúng rồi anh ơi, anh nó thì sợ anh em mình thôi. Công an nó còn chả sợ đi. Nó chỉ sợ anh em mình thôi không. Lỗi chủ. Nó chắn hết rồi còn mỗi chỗ đấy thôi. Hiệu Nguyễn đã chắn hết rồi. Còn mỗi chỗ đấy thôi mà không ai chủ được. Không
Rất khó. Kèo này của anh phải cố lên nhá. Hiểu Nguyễn đặt ra VSD của cả anh Tư Khương, chú Thành và Nguyễn. Đúng rồi đó. Đó là Hiểu Nguyễn không phòng thủ được. Nếu như kèo hôm nọ mình chia sẻ lại kèo nọ của Thanh Tùng, Hiểu Nguyễn bảo gạ lại như thế nào Hiểu Nguyễn cũng chơi. Mọi người biết là hôm đó, đêm hôm đó bắn pháo hoa ở Việt Trì, mình với Hiểu Nguyễn đi uống bia đến tận 2 giờ sáng. Ông cháu ngủ chống gầu vào bàn rồi, thế là mình đưa về. Ông cháu nôn xong hai thằng đi ngủ đến 5 giờ sáng, đi xe máy ngược sang Hưng Yên đánh bóng. Đánh bóng vào bán kết là hai anh em thua. Hai anh em thua về đến đây là rất mệt rồi. Nhưng mà Thanh Tùng gại Hiểu Nguyễn đôi câu vẫn đánh, vẫn làm cho bà xét. Còn bây giờ đánh lại Thanh Tùng không có khả năng để đánh với lại Hiểu Nguyễn rồi. Chào Hồng Thắm nhá. Bóng ngoài sân. Đúng rồi. Cô anh bóng ở sát lưới không thể xử lý bằng Hiểu Nguyễn được. Bóng chuyền cho Hiểu Nguyễn. Đó. Hiểu Nguyễn đánh bóng của Phan Hiệp rất nhịp nhàng, rất đúng đà. Phan Hiệp là một những chuyền hai mà rất đúng đà đấy. Hơi rung rinh thôi, vẫn còn nhưng mà không xử lý bằng Hiệu đâu. Cái đầu của cô anh bị Hiệu Nguyễn lừa rồi. Có anh cũng vừa mới ngỏ lời rồi, nhưng mà Quyết Sông Lô bảo chơi như mọi người đang chưa ok. Hiểu Nguyễn, bóng bày lắm, trong sân hay ngoài? Trọng tài quyết định bóng ngoài sân. Bóng bày đội mạnh, Hiểu Nguyễn đang rất hoài. Hai chân đi bành bành rất hoài. Đây rồi, bước một đẹp. Mọi người tin là quả này về không? Không. Hoàng Minh cổ vũ cho Quốc Anh đi. Một quả đô. 3 mét rồi, không được, bóng lên rời rồi. Sang nhà bên cạnh. Đúng rồi, vào lan can này bên cạnh rồi. Đã phải đi nhặt bóng rồi mà lại còn thua. Anh em nào hộ Quốc Anh một tí đi. Dương lấy cho, đúng rồi. Em tuổi gì luôn nhá. Đúng rồi. Hiểu Nguyên. Hiểu Nguyên đánh trận hôm nay về khả năng anh Chiến Đại Rơi tỉnh ra luôn. Hôm nọ anh Chiến Đại Rơi đã bảo là chơi với Hiệu Gùa, bảo sẽ phục vụ cho Thanh Tùng chơi với Hiệu Nguyễn kèo tiếp theo và phải đánh to lên. Nhưng mà khả năng hôm nay về anh Chiến lại rơi tỉnh ra rồi. Kiếm gốc trà đá anh ơi. Nãy Hiệu Nguyễn bạo mồm quánh cái quả kèo vừa đấy là mất rất nhiều trà đá anh ạ. Ông Toàn Già đã ra sân rồi. Đúng một. Cô anh ngoài này chắn về rồi. Bị chắn về rồi không? Hơi hời hợt của Hiệu Nguyên. Chưa biết được đâu bạn ơi. Bóng tròn mà chưa đến điểm cuối. Bao giờ mà hai đội bắt tay nhau ấy mới biết là ai thua ai thắng. Bực mô đẹp. Bỏ nhỏ. Ôi giời ơi, thì Nghiệu nó nhìn trước rồi. Quá tỉnh táo của Hiệu Nguyên. Đấy, rất oai à. Xin dừng với Hiệu Nguyên thôi. Hôm nọ có đánh anh Chiến mà phải phục vụ lại cho Thanh Tùng. Đúng bước một bay lắm ông ạ, nhưng mà ngoài. Đồ bắt rồi. Biên 2. Hiệu đánh biên 2 thì về rồi. Tôi biết ngay mà, Hiệu đánh biên 2 thì không khác gì Hiệu đánh vào tay.
Mua giày mới đi thôi. Giày nó vừa mới mua mà em ơi, mỗi tội là hơi chó cắn thôi. Không làm gì được. Không làm gì được. Tầm này Hiệu Nghĩa đã cựa trên rồi. Ngọc cay lắm, Ngọc bảo anh Hiệu đánh quả đầu tiên này anh biết thắng rồi. Thì em sai lầm của Thanh Ngọc hôm nay là về hơi sớm. Ở lại để ngậm nhấm cái nỗi lồn ly đi chứ, sao lại về. Bóng trong sân. Có phải mạnh cặc đâu em ơi. Anh không biết được. Hơn 4 điểm rồi. Ơi, mẹ trong này ra rồi cái, con cái chai nước dâu của anh cũng ra đây rồi. Chai nước dâu hôm nay chồng em uống hết rồi. Mẹ, chó lợn này. Chị Loan tài trợ cho mình một viên uống hết. Chó lợn này. Hả? Người này cho nghỉ hưu rồi. Đâu đôi này anh thấy Hiệu nó vừa mới lấy em ơi. Nó vừa mới lấy được khoảng độ 2 tháng nay thôi. Làm gì mà đã lâu thế. Tùng cuối cùng đội của anh nó vứt bóng đi rồi. Đúng rồi bạn ơi. Cầu thủ mặc áo xanh là Đô Xoái Ca nhá. Bạn thân của Thông Xoái Ca. Có nhiều người xem ghê nhỉ? 150 rồi. Nãy 160 không? Có phiếu của cháu. À, đúng không? Ừ. Mùi của em nhỉ? Khả ngã không? Rất chào anh Hưng. Rất chào anh. Dạ vâng, thích mẫu này. Đúng rồi, Hiệu Nguyễn thích cái đôi này. Nó đầm chân bạn ơi. Bạn có đôi nào bạn chia sẻ bán cho Hiệu Nguyễn đi. Em đang bình luận anh ơi, đang bình luận viên nhá. Làm gì có kèo nào. Đang bình luận viên, chào tí. Bước 1 của Đô. Hiệu Nguyễn. Bỏ nhỏ không qua rồi. Điểm số là bao nhiêu rồi đây? Mười bốn, 19. Điểm số, 2 điểm số nữa thôi Hiệu Nguyễn sẽ kết thúc trận đấu. Ôi giời ơi. Gãy camera người ta rồi. Bóng đánh thì bình thường thôi nhưng mà công anh chắn bóng còn mạnh hơn cả đập. Con không thành công rồi. Hờ hững. Quá hờ hững của Đô Xoái Ca. Chỉ cần bước 1 thôi. Hiệu Nguyễn đã gỡ được chai La Vi rồi. Hiệu bảo không chắn được rồi. Nhà bình luận viên chuyển lời. Dạ vâng anh ơi. Dạ vâng vâng. Rồi đổi kèo rồi. Quốc Anh thì khả năng vừa đánh vừa suy nghĩ kèo rồi. Vừa đánh vừa suy nghĩ là kèo này nên là ai sẽ là người chuyền hai, ai sẽ làm gì. Để Quốc Anh còn gỡ rồi. Quốc Anh rất tỉnh táo, vừa đánh vừa suy nghĩ.